Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một siêu phẩm. Đây là một con hàng số 1 trong cái tựa game FIFA Mobile mà được rất là nhiều anh em yêu thích. Và thật sự đây là một con hàng rất là mạnh. Với những cầu thủ khác, với những bài review khác thì ở cuối video mình mới đưa ra cái nhận xét và chấm điểm cho những con hàng của mình. Nhưng đối với phiên bản của Rook Bullet thì mình khẳng định đây là một con hàng xứng đáng tới từng xu, mặc dù cái giá trị là hơn 2 tỷ coin. Bây giờ thì anh em mình sẽ xem bộ chỉ số chi tiết của huyền thoại đến từ Hà Lan này với skill boost là Vision, một skill boost hoàn hảo cho cái vị trí tiền vệ. Bộ chân thì 5 năm và stamina là 10 cục, skill move là 5 trên 5 sao. Với một bộ chỉ số thì anh em có thể thấy là từ trên xuống dưới đều rất là khủng. Từ sức mạnh, từ cái hỗ trợ phòng ngự, hỗ trợ tấn công, tất cả mọi thứ về cái khả năng thăng bằng và dứt điểm. Gần như đây là một bộ chỉ số tốt nhất và cao nhất trong những con hàng đang có trong cái tựa game FIFA Mobile này. Với thể hình thì rất là khủng, một thể hình rào tới 1m91, nặng 88 cân và quật rết là 2-2. Với cái quật rết này, đây là một mẫu tiền vệ bốc to bốc đích thực anh em ạ, và Rukulit trong trận đấu thì thể hiện cũng rất là tốt cái vai trò của mình với bộ skill ẩn và skill move sẽ là Rolex. Đây hiện tại cũng là một trong những huyền thoại mà được rất là nhiều anh em săn đón về cái giá trị hơn 2 tỷ coin, nhưng mà anh em vẫn đặt mua rất là nhiều. Trước đó nếu anh em có theo dõi mình thì mình đã mua cầu thủ này với cái mức giá là 1.920.000, và sau đó thì trong cái phần exchange cầu thủ 115 đã có thể exchange được thêm một cầu thủ Rukulit này, và mình cũng đã thực hiện cái việc treo bán để cho anh em khác có thể sở hữu được cầu thủ Rukulit. Và bây giờ thì mình sẽ cài đặt cái phần set mixit trước khi bước vào một trận đá head to head, cùng với đó là một trận đấu về tất để cùng mọi người trải nghiệm và đánh giá chi tiết phiên bản này của Rukulit nha. Đây là một phiên bản mà mình cảm nhận thật sự rất là yên tâm khi có cầu thủ này trong đội hình. Không có điểm yếu, là một cầu thủ hoàn hảo trong tất cả những cái vị trí như là hỗ trợ phòng ngự cho tới cái khả năng hỗ trợ tấn công. Tất cả những điểm mạnh của cầu thủ trên sân thì cầu thủ Rukulit này đều hội tụ rất là đầy đủ, từ khả năng chơi không chiến, khả năng tắt bóng, khả năng lao vào cướp bóng và khả năng quan sát và thực hiện những liên chuyền dài, tất cả mọi thứ gần như là tốt nhất cho sức mạnh của một cầu thủ cần có. Bây giờ thì hai đội đã bước ra khỏi đường hầm rồi. AC Milan sẽ đối đầu cùng câu lạc bộ Chelsea, với bộ đội tấn công bên trên sẽ là Benzema và cầu thủ Ronaldo de Lima. Đây trận đấu cũng rất là khó khăn dành cho đội quân của câu lạc bộ AC Milan. Và đây cũng chính thức là cái video cuối cùng trên cái Alphonte của mình. Và sau cái bài review Rukulit này, mình sẽ chuyển nhượng cái Alphonte này lại cho một người em trong list nha. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu sử dụng một cái account khác với skill boost 20 sẽ tốt hơn so với skill boost 16 này. Đây là một con ạc cũng rất là yêu thích của mình, nhưng hiện tại thì skill boost rất là lâu để có thể nâng lên được cái mốc 20 này mà. Bây giờ thì anh em mình sẽ quay lại trận đấu ngày hôm nay, cố gắng tập trung vào khả năng thi đấu và duy trì của Rukulit, và mình sẽ cố gắng đưa bóng thật nhiều tới vị trí của cầu thủ huyền thoại người Hà Lan này để anh em có thể quan sát và cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Rukulit trong cái bài review của mình nha. Một pha tắt bóng và sẽ lao một tình huống treo bóng vào bên trong, một pha treo bóng rõ ràng rất là vô hại so với cái đường tấn công vừa rồi. Đây sẽ là Patrick Vieira, bóng lên vị trí của Rukulit, một pha đối đầu cùng cầu thủ Karim Benzema, sẽ lao một tình huống phản công tiếp theo dành cho Nedved, không thành công rồi không vượt qua được Matic de Ligt. Đây sẽ là một tình huống phản công nhanh dành cho AC Milan, một tình huống mở bóng rất là nhanh đến vị trí của Erling Haaland. Bên trong thì Rukulit cũng đã di chuyển rồi. Rimbong đã có một tình huống phán đoán tình huống khá là thành công. Đây sẽ là tiếp tục một tình huống phản công dành cho câu lạc bộ Chelsea. Ronaldo de Lima. Hai đội đang có những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng rất là gay cấn trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là pha cầm bóng rất là lắc léo khác của câu lạc bộ Chelsea, tiếp tục là Rimbong. Cơ hội dành cho cầu thủ Michael Ballack. Một pha xử lý skill lan trên và sau đó là một cú dứt điểm không thật sự nguy hiểm. Tiếp tục là theo Hernandez, một tình huống phạt bóng rất là mạnh đến vị trí của Rukulit. Một pha phối hợp cùng Erling Haaland. Mohamed Salah cũng đã di chuyển một cách rất là nhanh gọn rồi. Rukulit đã xâm nhập vào vòng cấm và đây là điểm mạnh của cầu thủ này. Huyền thoại người Hà Lan di chuyển một cách rất là nhanh từ tuyến tiền vệ cho tới cái tuyến tấn công phía bên trên. Trong vòng 16m50 của đội bạn thì Rukulit rất là mạnh trong cái khả năng cướp bóng và cắt mặt kiểu như thế này. Với sức mạnh thể chất cao to của mình thì Rukulit chiếm ưu thế rất là lớn trong những tình huống kiểu như vậy nha. Và trong cái tình huống phản công vừa rồi thì người chăm ngồi trong cái đợt phản công cũng là Rukulit. Và cầu thủ dứt điểm cuối cùng để mở tỷ số cho trận đấu này cũng là Rukulit. Cái khả năng di chuyển và tấn công rất là mạnh của cầu thủ huyền thoại người Hà Lan. Và với một tình huống ném bóng vừa rồi, anh em có thể thấy là cầu thủ Rukulit cũng đã chủ động di chuyển lên phía bên trên rất là nhanh nha. Một mẫu tiền vệ bốc to bốc đích thực. Và đây là một tình huống phản công, anh em có thể thấy phía bên kia thì Rukulit cũng đã di chuyển về hỗ trợ phòng ngự một cách rất là nhanh với những bước chạy rất là ấn tượng của mình. Liên tiếp là những tình huống bắn phá khung thành của câu lạc bộ Chelsea. Và cuối cùng sẽ đem về được một tình huống đá phạt cố định. Và trong những tình huống cố định kiểu như thế này thì Rukulit luôn có mặt trong vòng 16m50 của đội nhà nha.
với những tình huống hỗ trợ phòng ngự bóng bỏng cũng rất là tốt và khả năng tranh chấp để cướp lại bóng cũng rất là ấn tượng. Và hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã kết thúc rồi, Rui Cullit đã ôm những đồng đội của mình. Và đây cũng là dấu hiệu để nhận biết cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong 45 phút đầu tiên nè. Nếu mà anh em quan sát và chú ý trong chế độ head to head, nếu cầu thủ nào đó chơi xuất sắc thì ở cuối cái hiệp đấu sẽ có cái hình ảnh của cầu thủ đó xuất hiện nhiều hơn. Và đây là tiếp tục những tình huống xử lý bóng rất là lắc léo của Mohamed Salah, cơ hội dành cho Rui Cullit. Một pha xử lý lan trên và cú dứt điểm bằng chân phải, sau đó là một cú dứt điểm bồi bằng chân trái rất là tốt. Khả năng dứt điểm bằng cả hai chân rất là hoàn hảo của Rui Cullit anh em. Không ngán bất cứ một hậu vệ nào cả, khi có cơ hội thì Rui Cullit luôn có tung những cú dứt điểm cực kỳ mạnh. Và đây là cú dứt điểm chân trái thật sự hoàn hảo dành cho Rui Cullit, nâng tỷ số lên 2-0. Rất là đơn giản, ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai thôi đã có thêm bàn thắng dành cho Rui Cullit rồi. Luôn luôn xuất hiện và có mặt trong tất cả những điểm nóng trên sân trong chế độ head to head này, đó là những gì mình cần nói về Rui Cullit đây nè. Một cầu thủ mà mang tới cho mình và tất cả những người chơi trong tựa game FIFA Mobile này một sự tự tin nhất định khi có được cầu thủ trong đội hình. Đây là cú dứt điểm của Ricardo Kaká nhưng lại không chiến thắng được thủ thành của đội bạn. Anh bạn đang có một cái thế trận khá là quyết tâm trong phút thứ 60 của trận đấu. Đây sẽ là cơ hội dứt điểm mà Rashford đã có một tình huống đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài rồi. Và sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Chelsea. Van der Sar là người đang đứng trong khung thành của đội bạn. Tiếp tục là Milenkovic-Savic. Frimpong, cơ hội dành cho Rodrigo, Ronaldo de Lima. Liên tiếp là những pha đập nhã rất là sắc nét của đội bạn. Và với cái cách di chuyển của mình, anh em có thể nhận thấy được là Rui Cullit di chuyển ở vị trí trung tâm, hàng tiền vệ rất là xuất sắc nha. Khả năng chọn vị trí và di chuyển của cầu thủ này cũng là một cái điểm 10 tuyệt đối. Di chuyển rất là thông minh và chọn vị trí cực kỳ tốt cho những tình huống hỗ trợ phòng ngự và tấn công. Liên tiếp là những tình huống phòng ngự cực kỳ chặt chẽ của câu lạc bộ Chelsea, sẽ là một tình huống đá phạt cố định. Bóng sẽ được trả về vị trí dành cho Rui Cullit, cơ hội đấy rồi. Cú dứt điểm lại không vượt qua được cầu thủ Lacroix, nếu không đó là một cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm dành cho Van der Sar rồi. Đây sẽ là một tình huống phản công dành cho câu lạc bộ Chelsea. Tốc độ của Rodrigo, đang theo kèm Rodrigo là Saliba. Rất là nhanh và rất là dẻo dành cho tốc độ của Rodrigo. Người kết thúc cuối cùng là đồng đội trong câu lạc bộ Real Madrid, đó là cầu thủ Karim Benzema. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn tốc độ của cầu thủ Rodrigo. Và người kết thúc cuối cùng cũng rất là lạnh lùng, Karim Benzema. Tỷ số đã là 2-1 ở phút thứ 82 của trận đấu. Với những cái phút còn lại sẽ cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ kịch tính cho trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là Erling Haaland, một pha xử lý skill open offside shot. Và đây tiếp tục là một tình huống cắt bóng cực kỳ nhanh của Rodrigo, cơ hội dành cho Karim Benzema. Và sau đó là một tình huống chọc khe dành cho Rodrigo de Lima, đã rơi vào thế việt vị rồi. Một tình huống phản công cũng cực kỳ đẹp mắt của câu lạc bộ Chelsea. Đáng tiếc là Ronaldo chỉ di chuyển sớm hơn một nhịp thôi. Rui Cullit cũng đã lao về cực kỳ nhanh trong tình huống bóng vừa rồi. Nhưng mà hiện tại mình đặt cầu thủ này ở vị trí là tiền vệ cánh phải nha. Cho nên ở trong những tình huống tấn công cánh trái thì anh em chỉ thấy cầu thủ Rui Cullit này được quan sát rất là tốt cho những tình huống phản công của đội bạn. Để tiếp tục là một tình huống đánh đầu lại đưa bóng đi ra ngoài, rất là đáng tiếc. Đây đã là những phút cuối cùng trong trận đấu head to head bài review dành cho Rui Cullit rồi. Mình thật sự rất muốn làm nhiều trận đấu cho anh em có thể chiêm ngưỡng được sức mạnh của Rui Cullit. Nhưng mà với cái thời lượng video có hạn thì mình chỉ có thể thể hiện được sức mạnh của Rui Cullit trong trận đấu này thôi. Và lại là hình ảnh của Rui Cullit ăn mừng cùng các đồng đội của mình với cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu có cái phần chấm điểm trong cái trận đấu này thì chắc chắn Rui Cullit là cầu thủ đạt số điểm cao nhất trong cái đội hình của câu lạc bộ AC Milan rồi. Và trận đấu này thì Rui Cullit cũng đã gắn tim với cú đúp bàn thắng mang về chiến thắng tuyệt đối dành cho câu lạc bộ AC Milan. Trong chế độ head to head này thì mình đã trải nghiệm cũng cực kỳ nhiều trận đấu rồi và rất là nhiều trong những tình huống dành cho Rui Cullit. Cầu thủ này hoàn toàn xứng đáng với giá trị là hơn 2 tỷ coin và cầu thủ này đạt số điểm 10 trên 10 trong chế độ head to head từ cá nhân của mình nha. Và nếu có hơn cái thang điểm đó thì mình cũng sẵn sàng dành cho cầu thủ huyền thoại người Hà Lan này. Một cầu thủ thật sự FIFA đã làm rất là nổi bật sức mạnh của cầu thủ này trong đội hình nếu anh em có thể sở hữu được phiên bản 115 này của Rui Cullit nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn trận đấu VFT cũng là trận đấu cuối cùng trong bài review ngày hôm nay dành cho Rui Cullit. Và anh em mình cùng xem màn thể hiện của Rui Cullit trong chế độ VFT sẽ như thế nào nha. Cơ hội dứt điểm vừa rồi dành cho Mohamed Salah. Và đây là tốc độ của Theo Hernandez. Cú dứt điểm trái phá để nâng tỷ số lên 2 điều. Rất là nhiều những cơ hội dành cho những cầu thủ hậu vệ bên dưới Patrick Vieira. Một cú vào bóng cực kỳ nhanh của cầu thủ Marco Rashford. Đây là Mohamed Salah. Bên trong là cầu thủ Erling Haaland cùng với Marco Rashford. Không thành công rồi. Mohamed Salah. Những cú vậy mà ngoài kiểu như thế này thì quá khó dành cho thủ thành rồi.
Và đây sẽ là cơ hội đầu tiên dành cho Rui Cullit, một cú đá phạt hàng rào cực kỳ hiểm hóc quá nè. Mặc dù cái vị trí đá cũng như là cái hàng rào cũng khá là khó để có thể vượt qua, nhưng với những cú dứt điểm cực kỳ công của mình thì Rui Cullit rất là dễ dàng để có thể ghi được bàn thắng trong những cái vị trí tương tự. Và đây là cú dứt điểm để phá đi cái chân của mình, và tiếp tục là cơ hội dành cho Rui Cullit, và lại là bàn thắng từ vị trí sút phạt hàng rào quá nè. Cầu thủ này sở hữu một chỉ số sút phạt cũng khá là cao, nhìn chung thì đây là một cầu thủ rất là hoàn hảo trong tất cả những cái vị trí luôn. Và gần như là cầu thủ duy nhất không có một cái điểm yếu nào cả, anh em ạ. Rui Cullit thể hiện rất là hoàn hảo sức mạnh từ hỗ trợ tấn công và cái khả năng hỗ trợ phòng ngự. Đó là tất cả những cảm nhận của mình về cầu thủ Rui Cullit trong cái phiên bản mới nhất của cầu thủ này nha. New Brighton Over 115 và Upland Over 120. Và đây thật sự là một cầu thủ đại diện cho tựa game FIFA Mobile này, rất là mạnh. Và trong những tựa game bóng đá khác thì Rui Cullit cũng cực kỳ nổi bật với cái thể hình và sức mạnh và cái khả năng thi đấu. Cái chỉ số AI của mình cũng rất là cao. Với những cú dứt điểm của mình và những cú sút phạt trong cái chế độ về tắc này thì cầu thủ này cũng hoàn toàn xứng đáng với cái số điểm 10 trên 10 này. Một con hàng phải nói là hết nước chấm cho cái sức mạnh và cái khả năng thể hiện trong cả hai chế độ head to head và về tắc. Và trong chế độ manager mode, trong những trận đấu mà mình trải nghiệm và xem được cầu thủ này thi đấu thì cũng thể hiện rất là tốt cái sức mạnh của mình. Và cực kỳ nổi bật trong cái vị trí mà cầu thủ huyền thoại người Hà Lan này đang thi đấu nha. Và đó là tất cả những gì có trong cái bài review của mình dành cho huyền thoại người Hà Lan Rui Cullit. Một con hàng mà mình rất là recommend anh em có thể mua và trải nghiệm nếu anh em đủ khả năng nha. Và với cái giá trị hiện tại thì hơn 2 tỷ coin cũng rất là khó để có thể sở hữu được Rui Cullit. Vì hiện tại thì có rất là nhiều đơn đặt hàng nhưng mà có rất là ít người chơi muốn bán cầu thủ Rui Cullit. Đó là tất cả những cảm nhận và chia sẻ của mình dành cho huyền thoại người Hà Lan này. Còn anh em khi xem được video thì cảm nhận riêng như thế nào? Anh em có nóng lòng và trải nghiệm được phiên bản Rui Cullit trong đội hình chính của mình hay là không? Và anh em đã từng đối đầu cùng cầu thủ Rui Cullit hay là chưa? Anh em có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Nếu cảm thấy video hay và thú vị thì anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like và share cái video và chờ xem những video review tiếp theo nha.